Chào các bạn, trên màn hình các bạn đang quan sát đây là một cái móng đã tiến hành thi công xong và đang tiến hành san lấp mặt bằng của nền. Mời các bạn cùng đi tham quan cùng với mình. Đó, một cái móng với chiều mặt tiền là 9m và chiều sâu là 13m. Mời các bạn cùng đi tham quan. 13m là tính cái phần lồi này, còn cái phần bên này là chỉ có 9m thôi. Như các bạn đang quan sát thấy. Đó, thì không gian được tiến hành chia như sau. Đây, bên này là một phòng ngủ này. Đấy, bên này là một phòng ngủ này. Còn phần chính này là hiên này. Hiên này thì chìa ra là 1,5m này. Còn đây là cái ô phòng ngủ này là 12m² này. Ô phòng ngủ phần hiên này. Đó. Và tiếp theo đây là ô của phòng khách là 25m². 25m² ô phòng khách này thì được tiến hành cầu thang ở đây. Đấy, cầu thang đi lên ở khu vực này là cầu thang này. Đấy, khu vực này cầu thang. Còn tiếp theo bên này là một phòng ngủ nữa này. Đấy, phòng ngủ này là khoảng 10m² này. Đây. Phòng ngủ này là 10m². Đấy, còn đây là ô phòng khách này. Vâng, đây là ô phòng khách này. Đấy, phòng khách thì đây là lối đi lên cầu thang lên lối này. Còn đây là phần hiên đây. Phần hiên này là 1,5m chìa ra này. Đó, các bạn quan sát. Đây còn phía sau này thì tập trung khu vực của nhà vệ sinh và khu vực của nhà ăn này. Đấy, nhà ăn và nhà vệ sinh thì làm tách biệt ở phía sau cùng này luôn. Diện tích là khoảng 20m². Đó. Thì 10m bên này là dành cho khu vực vệ sinh và nấu nướng ở bên này. Còn ăn uống thì được tiến hành khu bên này, đặt khu vực bàn ăn là ở đây. Đấy, khu vực bàn ăn ở đây là khu này là để đặt bếp này, còn khu bên này là một ô nhà vệ sinh và một ô nhà tắm. Đó. Đây là cái bể phốt này. Đấy. Thì như ô này là khu vực của nhà tắm này, ô nhỏ này là khu vực của nhà vệ sinh này. Đấy, còn khu này là đặt bếp này. Đấy, còn khu này là để đặt bàn ăn này. Đó. Còn đây, đây là khu vực của phòng ngủ này. Hai ô này là hai ô phòng ngủ này. Đấy. Còn đây là khu vực của phòng khách đây. Và đây là khu vực của hiên. Đó, đây là bậc đi lên này. Đó. Phần đất rất là đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đó, tổng quan đây. Đấy, khu trước này là hiên này, xong rồi đến phòng khách này. Phòng khách cầu thang, phòng khách luôn. Đấy, khu này thì một phòng ngủ nữa. Và đằng sau là khu vực vệ sinh và công trình phụ.